Thưa quý vị, ân nghĩa sinh thành, phận làm con phải phụng dưỡng cha mẹ về già. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn để vẹn toàn chữ hiếu. Nhưng mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, không phải phận làm con nào cũng có thể vẹn toàn được chữ hiếu với cha mẹ mình. Nhưng có một điều thật đẹp, đó là những người sinh thành đã luôn dành hết tình thương cho con cái. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện để minh chứng cho tình thương ấy. Đó là ở tuổi 65, ông Đặng Văn Hòa Hiệp, ngụ phường 4 thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, lại phải một mình gồng gánh nuôi 5 người con bị bệnh tâm thần. Sự vất vả của ông đã khiến cho nhiều người cảm thấy xót xa và nể phục trước tình cảm và nghị lực phi thường của một người cha. Trong căn nhà siêu vẹo là hình ảnh của một người đàn ông tóc đã hoa râm đang chăm nom cho 5 người bệnh tâm thần. Trong đó, 3 người là con ruột, 1 người cháu ngoại và 1 người còn lại là em vợ của ông. Những người con cháu này đều phát bệnh từ nhỏ, trong khi vợ ông Hiệp lại bị bệnh tim mất sớm nên tất cả gánh nặng đều dồn lên vai ông. Ngoài số tiền hỗ trợ hàng tháng theo chế độ cho người tâm thần của địa phương, thì hàng ngày ông Hiệp phải đi giăng lưới, giăng câu mới đủ chi phí để nuôi cả gia đình. Khi mà phát hiện được con bệnh thì cũng rất là đau khổ, nhưng bổn phận làm cha không biết nói gì hơn, bây giờ chỉ cố làm để rồi nuôi con hoặc là trị bệnh cho con vậy thôi. Biết mà tôi lớn tuổi rồi, tôi có chết đi nữa thì con tôi về còn vất vả lắm, biết nhưng mà cũng chưa có tính được cái gì hết. Điều đáng quý ở ông Hiệp là mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội tại địa phương. Đối với gia đình của anh Đặng Văn Hòa Hiệp, tuy là một gia đình phải nói là một hoàn cảnh thật sự khó khăn, tuy nhiên thì chỗ anh Hiệp thì cũng rất là hưởng ứng tất cả các phong trào, ví dụ như là phòng chống tội phạm, thì trong vừa qua thì anh Hiệp cũng có giúp đỡ cho địa phương phá một cái vụ án là trộm ghe, rồi phòng chống bạo lực thì ghe chìm xuồng gì đó thì anh cũng tham gia. Lẽ thường người già thì được con cháu phụng dưỡng, nhưng đằng này ở tuổi xế chiều, ông Hiệp lại phải nuôi dưỡng đến 5 người bệnh tâm thần. Khó khăn cứ ngày một chất chồng lên đôi vai già nua, gầy yếu của ông. Tấm lòng và nghị lực phi thường của ông quả là điều đáng cho nhiều người phải nể phục và soi lại mình.